Hello, Mỹ Mô Tô em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em có trở lại cửa hàng mô tô của anh Nam nha anh chị các bạn, gần ngã tư Bình Chuẩn, Thượng An, Bình Dương nha các bạn anh chị ơi. Và hôm nay thì đặc biệt thì anh có thanh lý xả tất cả những mẫu xe trong cửa hàng nè, từ dòng mô tô cổ điển, độc lạ cũng có luôn nha anh chị, rất là nhiều mẫu luôn nè. Và những mẫu xe như là tay ga, xe số đều có đủ luôn anh chị các bạn ơi. Các bạn anh chị chịu khó mình xem nha. Ở đây thì video này cũng như là khá là dài nè, tại vì em sẽ quay chi tiết từng chiếc xe cho anh chị mình xem luôn đó. Trong khi quay mà nếu mà anh chị các bạn mình cần tìm mua xe đó, đó mình cứ trực tiếp liên hệ qua số điện thoại Zalo để được xem chi tiết xe lại một lần nữa cho nó kỹ nha anh chị. Cửa hàng thì cũng có hỗ trợ ship xe nè, trả góp luôn nha các bạn. Ở đây em sẽ lướt cho anh chị các bạn mình một quận nè, sau đó xuống dưới kia mình sẽ cập nhật giá dài lên nha anh chị các bạn. Đó, các bạn anh chị mình xem chịu khó cho em xin một like ha, cũng như là một lượt đăng ký kênh và đừng quên nhấn ổ chuông. Khi có đồ mới em xuất hiện em sẽ cập nhật cho anh chị em mình nhanh nhất để nắm được giá xe mới nhất nha các bạn anh chị ơi. Hôm nay thì có nguyên một lô luôn nè. Nguyên một lô này là chuẩn bị là giao cho khách nè các bạn. Rất là nhiều luôn. Ở đây gặp thấy anh nè. Rồi chào em. Hello anh em nhá. Rồi chào anh Mỹ. Rồi hello anh em. Đầu tiên thì cho cửa hàng xe máy Phương Nam mình xin được kính chào cô dì chú bác anh chị em gần xa nhá. Thì hôm nay tiếp tục mình lại lên giới thiệu cho anh em các dòng xe bên cửa hàng xe máy Phương Nam mình anh em nhá. Thì trước khi vào phần giới thiệu xe thì mình xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng coi như là phương thức thanh toán cho anh em mình biết. Đó, địa chỉ cửa hàng mình thì nằm ngay ngã tư Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương thôi anh em nhá. Đó, mua bán thì cửa hàng mình có hỗ trợ anh em trả góp qua ngân hàng và qua cửa hàng luôn. Qua ngân hàng anh em chỉ cần chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu để có thể trả góp xe bên mình được rồi. Đó, còn qua cửa hàng góp tay đô thì anh em mình trả trước cho mình 80% giá trị xe là mình sẽ giao xe nha anh em nhá. Đó, đợt này thì cửa hàng mình đi rất là nhiều luôn nha anh em. Đó, có một số một loạt luôn này. Đó, chuẩn bị gửi đi luôn nhá. Đó, những xe nào anh em nào ở xa chỉ cần cọc cho mình một phần tiền thôi. Đó, mình ship xe, trước khi ship xe thì mình sẽ cuốn băng keo như này anh em này. Đó, cuốn từ A đến Z luôn. Đó, cuốn từ trên xuống dưới. Đó, xe nào cũng cuốn hết nhá. GZ với G15. GZR15 này, rồi Bentley này. Quay Thái cũng đi luôn này anh em này. Đó, rất là nhiều nhá. Anh em nào ở xa chỉ cần ví dụ xem xe ưng, cọc cho mình ví dụ xe này 10 triệu đúng không? Anh em chỉ cần cọc cho mình 5 triệu. Đó, mình ship xe ra đến tận nơi, nhận được xe rồi thanh toán lốt số tiền còn lại nhà xe. Đó, bao ok luôn nha anh em nhá. Rồi, bắt đầu vào mình xem xe luôn nha các bạn. Mình sẽ xem dãy trong trước thì thấy anh. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em bắt đầu từ dòng dãy trong anh em nhá. Đó. Mình xin nhắc lại luôn nha anh em nhá. Thì trong khi quay mình quay nếu mà không được rõ nét lắm thì anh em nào ưng con xe nào chỉ cần chụp ảnh màn hình lại xong gửi qua số Zalo. Mình đã ghim trên phần góc trái màn hình rồi anh em. Đó, ghim qua đó thì sẽ nhắn tin qua đó sẽ có nhân viên báo giá, có video hình ảnh làm đủ cho anh em đầy đủ cả anh em nhé. Rất là nhiều xe nha các bạn. Đây mình xem từ đây là dãy ra ngoài kia luôn nha. Rồi đó là tới là mình kế tiếp xem dãy này. Rồi sau đó mình xem dãy bên kia nha các bạn. Vậy các bạn. Đó. Chiếc đầu tiên này anh em này, luôn giới thiệu cho anh em này, một chiếc GPX. Đó, con này thì đăng ký 2020 anh em nhé. Đó, GPX. Giờ rằng này rằng Ryzen 2020. Đó, đăng ký biển Sóc Trăng. Con này thì vô số món đồ chơi cũng cực kỳ là đẹp luôn nha anh em nhé. Tay thắng tay côn hai bô. Đó, một máy nhưng mà độ ra hai củ bô. Con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em còn có 47 triệu anh em nhá. Đó, GPX 220 phân khối. 220cc các bạn. Cũng là dòng GPX luôn nhưng mà dòng này gọi là dòng GPX Legend anh em nhá. Legend 200 phân khối, kiểu dáng cà phê đây, con này thì có độ khá là nhiều đồ chơi anh em này. Đó, anh em nhìn cặp đèn của nó không nhìn rất là đẹp luôn nhá. Đó, độ đèn rất là sáng luôn này. Đó. Cái củ đèn đầu đèn này không cũng gần 5 triệu bạc nha anh em nhá. Đó, rồi tay thắng rồi tay côn, đó, rồi ghi đông, cảng chống đổ, bô, đó. Hạ đăng ký 2019 xe mới chạy được hơn 4.000 cây số, bao cho anh em không tua đồng hồ luôn. Đó, anh em test tặng tua đồng hồ tặng cho anh em một xe này luôn nhá. Đó, con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là còn 49 triệu đồng này. 49 triệu. Rồi chiếc tiếp theo, GPX Center Lemon anh em nhá. Đó, GPX Center Lemon Geleman 2018, hiện tại con xe này có bộ ủy quyền của cửa chủ xe, ủy quyền sẵn của cửa hàng mình luôn. Hiện tại đang đi biển số thành phố anh em nhá. 59A3 16791. Đó, con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 46 triệu đồng thôi anh em nhá. 46 triệu. Anh chị các bạn mình ơi, trong cái video này trong phía sau là còn rất là nhiều xe như là Rebel cổ điển còn rất là nhiều nha các bạn, đủ các mẫu luôn nha. Đây tiếp theo anh em này cũng là GPX Legend luôn đó, 2018-19 anh em, 2019 hiện tại đăng ký biển số Vũng Tàu 72A1-00910 đó. Con này thì hiện tại đăng ký biển số 72 anh em nhá. Con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ có 42 triệu đồng thôi anh em. Đó, giá rất là rẻ. Đó. Khi mua xe cửa hàng xe máy Phương Nam mình thì vẫn được tặng kèm theo 3 phần quà đấy anh em nhá. Một chai nhớt, một nón bảo hiểm và một thẻ bảo hiểm xe máy 15 nha anh em nhá. Đó, quá trời ưu đãi luôn. Một con GPX Legend nữa này. Con dòng này thì nó chỉ có 150 phân khối anh em nhá, tại vì nó có một đĩa đằng trước này. Đó, kiểu dáng ghi đông đây, 2019, đó 150. Hiện tại đang đi biển số Bình Dương. Con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 39 triệu đồng thôi anh em nhá. Rồi tiếp theo anh em này. Đó, cũng là GPX Legend luôn. Đó, 200 phân khối, đăng ký biển Bình Phước này anh em này.
93A100347 nó 2019 anh em nhá, 200 phân khối, xe chính chủ, hai đĩa trước một đĩa sau đây. Đó, dòng này thì đi cà phê rất là đẹp luôn nha anh em nhá. Con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 45 triệu đồng thôi anh em nhá. 45 triệu đồng. Rồi, Galeman. Rồi, tiếp theo này. 200. GPX Center Diamond Galeman nữa, 200 phân khối đây anh em, 2019 anh em nhá. Hiện tại đăng ký biển số 61 Bình Dương. Đó, gương theo xe vẫn đang còn luôn nha anh em nhá. Có độ thêm cho anh em một cái bô lổ sẵn luôn rồi. Đó, con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 46 triệu đồng thôi anh em nhá. 46 triệu. Một chiếc FZ 150i, i là phiên bản FI sang full điện tử đầy đủ rồi anh em nhá. Màu trắng xám xi măng. Đó, đăng ký biển 68D1. Con này thì 2015 anh em nhá. Đăng ký 2015 đến giờ. Biển số cũng rất là đẹp luôn, 19555 68D1 19555. Đó, con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em giá là chỉ còn có 28 triệu đồng thôi. Đó. Trong khi quay về anh chị mình xem chứa rõ, mình có thể chụp màn hình xe đó nha. Mình thích xe đó mình chụp màn hình và gửi qua Zalo sẽ có chi tiết cho anh chị mình xem xe lại cho kỹ nha các bạn. Số Zalo em có để góc trái màn hình nha anh chị ơi. Rồi, tiếp theo đến dòng Suzuki GZ. Bên dòng này thì bên cửa hàng em có cả cũ luôn mới nữa anh em nhá. Đó, dòng này thì đã qua sử dụng rồi, có biển số rồi anh em này. Đăng ký biển 72 Vũng Tàu. Đó, hiện tại đăng ký 2018. Con này thì cửa hàng em đang giảm cho anh chị với còn giá là còn có 56 triệu đồng thôi. Zin của cái dòng GZ này nó sẽ có một cặp thùng, một cái ghế tựa lưng và một cái cảng chống đổ anh em nhá. Đi thì siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn, FI xong vô điện tử đầy đủ hết. Đó, dòng đời mới. Con này thì cửa hàng đang giảm cho em với giá là 56 triệu đồng anh em nhá. Đó, 56 triệu. À quên, đây tiện điện đây mình thông báo luôn, nhắc luôn cho anh em cái vụ này anh em nhá. Thì có rất nhiều người hỏi đó, đến khi mua xe xa ấy, có cái vụ mà ship xe đấy anh em. Đó, cửa hàng mình báo luôn là cửa hàng mình hỗ trợ anh em ship xe toàn quốc luôn. Đó, nhưng mà là chi phí ship anh em nhá. Chi phí ship là bên người mua phải chịu. Đó, chứ không có phải đi. Đợt trước nhiều anh chị đến hỏi xe, mua xong bắt đầu ship ví dụ về Cần Thơ, về Vũng Tàu, sao lại tính thêm cả phí ship? Cửa trên mạng trên live nhắc là có hỗ trợ ship xe không, bên em chỉ có nghĩa là hỗ trợ ship xe nhưng mà vẫn tính chi phí ship. Đó, hỗ trợ ship thôi. Ok, thế vậy cho dễ lần sau ví dụ như anh em nào lên họ không hiểu nhá. Một con GZ nữa này, đó, 2018, đăng ký biển số Lâm Đồng, Đà Lạt. Con này có mua thêm một cái thùng TV sẵn cho anh em mình luôn, thùng rất là to. Đó, con này 2018 giảm cho em, con xe này còn có 52 triệu đồng anh em nhá. Đó, 52 triệu đồng. Tiếp theo, một chiếc LA, đó, LA này, LA 250 phân khối anh em nhá. Đó, con này hiện tại đăng ký 2021, hiện đăng ký lại anh em này. Đó, chính xác ra đời của nó là 1984 Honda 2 bô 2 máy 250. Con này thì có bộ ủy quyền sẵn của chủ xe, ủy quyền cho cửa hàng mình luôn rồi. Đó, hiện tại đang đi biển số Bình Dương anh em nhá. Đó, trước này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 59 triệu đồng thôi. Rồi, tiếp theo anh em này. Một chiếc FZ, đó, 4 chiếc luôn. Đó, như con này phiên bản Movistar này anh em này. Đó, 2016 150, đăng ký biển 66 Đồng Tháp đây. Đó, con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá chỉ còn có 30 triệu đồng anh em nhá. 30 triệu đồng thôi này. Đó. Một chiếc FZ tiếp theo anh em này. Đó. 2017 đăng ký biển Bình Định. Đó, dòng này thì nó hơi mắc hơn một chút xíu tại vì nó là FZ lốc đồng. Đó, hai bên ốp sườn có vô thêm cho anh em hai ốp này, hai cái cảng chống đổ, cảng chống đổ gắn thêm cả đèn trợ sáng sẵn cho em mình luôn rồi. Đó, con này hiện tại đang mang biển số 77 Bình Định anh em nhá. Chính chủ luôn, giảm cho em con xe này là còn 35 triệu đồng. Yamaha FZ 150i đấy các bạn nha. Đây một cặp nữa anh em này, đó phiên bản MGB này, đó xanh trắng 2015 này, đăng ký biển số Bình Dương đây. Đó. Đăng ký biển số Bình Dương em nhá. Đó, hiện 2015 150. Đó, MGB xanh trắng rất là đẹp anh em nhá. Con này thì cửa hàng mình đang giảm cho em với giá là chỉ còn có 33 triệu đồng thôi. Cảng chống đổ đầy đủ sẵn luôn anh em nhá. 33 triệu. Rồi, phiên bản Movistar anh em này. Đó, 2015 đến 16 đến giờ mà xe hầu như đang còn zin nguyên bản luôn. Đó, đăng ký biển 61 Bình Dương. Hiện tại con xe này có bộ ủy quyền của chủ xe, ủy quyền sẵn cho cửa hàng mình luôn rồi anh em nhá. Đó, trước này thì cửa hàng mình đang giảm anh em với giá là chỉ còn có 33 triệu đồng. Rất là nhiều xe không thể nào mà quay kỹ được nè anh chị, các bạn mình xem thông cảm nha. Đó, tới dòng xe này mình cần thích tìm có thể chụp màn hình lại giúp em nha, liên hệ qua Zalo để mình xem chi tiết xe lại nha anh chị các bạn. Gửi qua đấy thì sẽ nhân viên nó sẽ có gửi hình ảnh cho các bạn là đa góc cạnh của anh em nhá. Đó, chụp hình xung quanh xe xong quay video lổ máy đầy đủ cho anh em, test mọi chức năng cho anh em nên cứ yên tâm. Đó, chiếc tiếp theo anh em này, Suzuki Bandit. Đó, con này thì được đăng ký 2021, màu xanh này là màu xanh sơn 3D anh em nhá. Đó, sơn mại màu body, chụp ốc titan này thì chụp ốc nguyên xe luôn. Anh em là không thích chụp ốc thì gỡ ra nó sẽ về ốc zin như lại bình thường. Đó, con này thì đăng ký biển 38, giảm cho em con xe này còn có 38 triệu thôi anh em. Xe mới chạy được có hơn 2000 cây số thôi anh em nhá. Rất là đẹp. Rồi, tiếp tục là Benelli. Benelli dòng này là dòng TLT 150 anh em. Đó, hiện tại con xe này đang được bọc keo trùm nguyên xe này, 2017, xe chính chủ, có bộ ủy quyền của chủ xe, ủy quyền sẵn về cửa hàng mình luôn rồi. Đó, con này thì mang biển số thành phố anh em nhá. 50X1 19083. Đó, con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 25 triệu đồng thôi. 25 triệu. Rồi tiếp theo này. Một chiếc SP Honda dọn lên kiểu dáng của Rebel. Đó, hai bô hai máy, màu sơn xe được màu liền xe cũng được sơn theo như màu sơn của xe luôn. Đó, 2009 đến giờ SP Honda.
đăng ký biển 94K2128888, nó biển số cũng rất là đẹp luôn. Có bô cổ trai, hai bô hai bên luôn nha anh em nhá. Hai máy hoạt động bình thường hết, chính chủ con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn 29 triệu đồng. Rồi tiếp theo là dòng Boss City. Đó, Boss City của KBR anh em nhá. Dòng này thì có hệ thống số số, có két nước là mát chưa lo, nhưng mà chỉ có 125 phân khối. Đó, phân khối nhỏ nhưng mà có két nước nên đi rất là ok luôn, 6 số luôn nhá. Đó, đăng ký biển Sóc Trăng 83, con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 25 triệu đồng. Rồi tiếp theo FZ, nó phiên bản này phiên bản nhập Ấn Độ nguyên con anh em nhá. 2011 nó là đời đầu, chưa có FI đâu anh em, vẫn là bình xăng cơ bộ chế hỏa khí đấy. Hiện tại con xe này được đăng ký biển số thành phố anh em này, 59 anh em nhá. Con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 24 triệu đồng. Rồi tiếp theo Marambro, xe của Honda, đó đăng ký biển số 68K105444, 2013 đến giờ anh em này. Đó, 150 xe chính chủ anh em nhá. Con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 25 triệu đồng nha anh em nhá. 25 triệu. Rồi kế bên này anh em này. Suzuki L, đó, Suzuki L 2018 anh em này, đời cũng rất là cao luôn nhá. Đó, xe này Suzuki là xe của Nhật. Đó, 2018 hiện tại mang số biển số Bình Dương anh em nhá. 61B195701. Đó, con này thì cửa hàng mình đang giảm cho em với giá là chỉ còn có 28 triệu đồng thôi. Giá rất là mềm anh em nhá, 28 triệu. Rồi tiếp theo anh em, một con GSX bản S. Đó, dòng này thì nói chung là dòng xe của Suzuki nhưng mà chạy rất là ok luôn anh em nhá. Đó, nói về dòng này với dòng bản R nó chạy rất là ốc sướng luôn. Đó, 2018 này. Đăng ký biển số 68G165786. Con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 35 triệu đồng anh em này. Đó, anh em nào mua dòng xe về đảm bảo có ghẹ luôn nha anh em nhá. Đó, đảm bảo có người yêu luôn. Rồi, siêu tốc độ luôn các bạn. Một cặp CBF của Honda, đó như trước màu đen này chỉ có 125 phân khối anh em này. 125 nhưng mà có FI xăng vô điện tử đầy đủ hết luôn rồi anh em nhá. Đó, đăng ký biển số 63B862278, 2018 chính chủ luôn. Con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn 33 triệu đồng. Đó, anh em nhìn đầu đèn của nó rất là giống Z1000 luôn nha em nhá. 33 triệu. Đó. Còn bên đây cũng là F CBF luôn, nhưng mà dòng này là xe phân khối em nhá. 190 phân khối. Đó, đi biển số A, đăng ký biển số Bình Dương luôn. 61A100684. Đó, dòng này thì có là lốc đồng luôn em nhá. Đó. Lốc đồng luôn. 2017 đến giờ. Đó, con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 39 triệu đồng thôi anh em nhá. 39 triệu. Rồi tiếp theo dòng Kawasaki Mark. Đó, Mark này là Mark lớn anh em nhá. Đó, con này thì đăng ký 2018 đến giờ anh em này. Hiện tại mang biển số Hải Phòng 15B328300. Đó, con này cửa hàng đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 25 triệu đồng anh em nhá. 25 triệu. Rồi tiếp theo là một chiếc CBR phiên bản xe nhập nguyên con. Đó, Indo anh em nhá. Đó, 150, hiện tại con xe này đang bọc keo trùm nguyên con luôn này. Đó, 2013. Đó, hiện tại đang đăng ký biển số thành phố anh em nhá, 59. Đó, con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 32 triệu đồng thôi em nhá. Con này Indo là Thái em. Thái chứ Indo. Xin lỗi đây, nhập Thái em nhá, xin lỗi em, nhập Thái nhá. Thái nha các bạn. 150cc thôi. Một chiếc Vaha. Đó, con xe đọc tên khá là độc lạ anh em nhá. Đó, con này là xe kiểu dáng dọn lên cà phê anh em nhá. Vaha 110 phân khối. Đó, một máy ra hai cổ bô. Đó, ra hai bô luôn. Hiện tại con xe này đang đi biển số Gia Lai anh em nhá, 81. Đó, có vô thêm cho em một cặp túi bao da rất là đẹp luôn này anh em này. Đó, con này cửa hàng mình đang giảm cho em với giá là chỉ còn có 23 triệu đồng thôi anh em nhá. Vaha chứ không phải là Yamaha nhá. Đúng rồi. Va chữ va nhá, chữ va đầu với va chạm anh em. Vaha ha chứ không phải Yamaha đâu. Đó, nhiều anh em lại thấy mình nói nhanh quá lại cứ tưởng xe của Yamaha. Một chiếc Master. Master dọn lên kiểu dáng của cà phê anh em nhá. Master là dòng xe của xe Honda. Đó, nhưng con xe này được đăng ký từ 2009 đến giờ anh em này. Đó, có vô thêm một số đồ món đồ chơi anh em này. Đó, hỗ trợ sạc dù cổng sạc USB cho anh em đi đường xa đỡ hết điện thoại luôn này. Mặt đồng hồ điện tử này, đèn cầu này. Đó, bô lô bi phục hơi. Đó, cổ bô cổ chai. Rất là đẹp luôn. Con này thì 2009 đăng ký biển Nha Trang em nhá, 79. Đó, con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 21 triệu thôi anh em nhá. 21 triệu đồng. Tiếp tục. Rồi đây anh em này. Super Exciter. Đó, Exciter anh em, 150 phân khối này. Con này thì được đăng ký từ 2012. Con này thì vô nói chung là trẻ trâu đi lên có vô thêm một số món đồ chơi rồi anh em. Đó. Liền 8 cây này, 2 4 6 8, ở 8 cây, liền trước liền sau đều 8 cây, tay thắng RCB, tay côn RCB luôn, bóng đèn LED. Đó, lọc gió móc sẵn cho anh em mình luôn rồi. Đi đã mở tua cho anh em sẵn luôn nhá. Tua mở sẵn luôn cho anh em. Đó, giá để cho anh em siêu mềm luôn. 18 triệu. Đó, anh em nào nhanh chân nhanh tay mình để cho 18 triệu anh em nhá. 18 triệu các bạn. Đó, 18 triệu 50 nha. Đó, độ hết cho anh em luôn rồi. Một chiếc Win dọn cà phê. Đó. 110 phân khối anh em này. Đó, bình xăng có dán chữ BMW luôn nhá. Đó. Con này thì đăng ký từ 2009 đến giờ anh em nhá. Đó, hiện tại con xe này thì cửa hàng mình đang để cho anh em với giá là có 8 triệu đồng thôi.
Ok cho anh em. 8 triệu đồng. Tiếp tục là Benelli. Benelli 125 phân khối nhá. Đó, con này thì FI xăng phun điện tử, có đèn led 2 tầng luôn. Nó dòng này thì tầm anh em nào mà tầm khoảng 1m4, 1m5 nó mini á, anh em nào đam mê mô tô tầm 1m4, 1m5 mà đam mê mô tô chạy thử dòng này trải nghiệm này rất là ok luôn anh em này. Đó, trước này thì cửa hàng mình đang để cho anh em với giá là chỉ còn có 19 triệu thôi. 2017 đăng ký biển số Bình Dương 61. Đó, tiếp tục lên phía trên nè anh chị. Đây, có Win nè. Win, đó Win. Dòng này gọi là dòng Win HD anh em nhá. Đó, Win HD 135 phân khối. Đó, đăng ký biển thành phố. Đó, dòng này Win đời mới bây giờ đấy anh em, máy lầm nhá, 135 đăng ký 2022, đăng ký biển thành phố, chính chủ luôn. Con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 15 triệu à. 15 triệu đồng anh em nhá. Rồi tiếp theo là dòng Kimco. Đó, dòng này thì dành cho các anh em nam học sinh đi học, xe không cần chứng minh không cần bằng lái, chỉ cần chứng minh nhân dân là có thể chạy xe này được rồi. Đó, con này thì đăng ký hiện tại đăng ký biển số 67AL anh em nhá. Đó, 2017. Đó, sau đăng ký biển 67, con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 18 triệu đồng thôi anh em nhá. Rồi tiếp theo là dòng Winlifan. Đó, Winlifan 125 phân khối. Nó cốp chữ lỗi, máy đứng cốp chữ lỗi anh em nhá. Dòng này thì nó giảm giống Winindo hồi xưa ấy, đèn vuông này, nhưng mà cải tiến hơn là có vô thêm cả thắng đĩa đằng trước anh em nhá. Đó, thắng đĩa chạy rất là ok. Đó, con này thì xe mới tinh luôn, 100% xe chưa đổ xăng anh em nhá. Con này thì cửa hàng hiện tại mình đang bán với cái giá là 25 triệu, cửa hàng mình bao suất hóa đơn anh em nhá. Bao suất hóa đơn bên mình có hai, còn hai màu, chiếc màu đen và chiếc màu đỏ này nữa. Đó là hai màu bao suất hóa đơn. Ở giữa đây thì có một chiếc GD 110 anh em này. 2019 anh em nào mà đã từng trải nghiệm cái dòng Suzuki GD này thì biết là xe mấy cái dòng này chạy rất là bền luôn nha anh em nhá. Đó, con này thì có vô thêm cho anh em một cái ghi đông tay ngang này, một cái cảng chống đổ sẵn luôn rồi. Đó, đăng ký biển 69E1 43661. Đó, con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 21 triệu đồng anh em nhá. 21 triệu. Rồi tiếp theo đây anh em. GPX Demon một cặp luôn. Đó, để mình nói luôn là cái dòng này là dòng xe nhập Thái anh em nhá. Đó, như con GPX Demon 2019 anh em này. Mới đôi được có hơn 2000 cây số thôi, xe rất là đẹp luôn, màu xám xi măng. Đó, xe hầu như chưa có một vết xước nào luôn anh em nhá. Đăng ký biển 67L2 20089. Đó, con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 38 triệu đồng thôi anh em nhá. 38 triệu. Cũng là GPX Demon luôn. Đó, con này thì có vô thêm một số món đồ chơi anh em này. Hiện tại đang bọc keo trùm nguyên con này, màu khá là độc lạ anh em nhá. Đó, một cái bô Sarakovic đó, rất là đẹp luôn. 2019 anh em nhá, 150, xe chính chủ. Đó, đăng ký biển 60 Đồng Nai. 60B269090. Đó, biển số gánh rất là đẹp luôn. Đó, con này thì anh em nào mua thì mình để cho anh em với giá là cũng đồng giá luôn. 38 triệu đồng. Ok nha anh chị. Tiếp theo là dòng đây. Suzuki GZ mới. Đó. Anh em nào mà hay theo dõi kênh của mình thì anh em biết đó. Trước lúc dịch cửa hàng mình về có được tầm 15 con xe GZ mới tinh em ạ. Mà giờ cửa hàng mình bán từ trước lúc dịch đến giờ mà mới về đây thôi mà bán hết mười mấy con rồi. Giờ còn có 4 con mới đây anh em nhá. Đó, mới tinh luôn. 150 FI xăng phun điện tử. Đó, cảng chống đổ thùng thiếc đầy đủ hết luôn. Màu đỏ phiên bản giới hạn anh em nhá. Bên mình chỉ còn duy nhất 4 chiếc. Đó, anh em nào nhanh chân nhanh tay mua mình còn để cho, chứ không mười mấy bữa nữa là hết sạch luôn nha anh em nhá. Giá rất là bèo nhèo thôi. 70 mấy triệu thôi là cửa hàng mình đã bao suất hóa đơn về cho anh em mình tự ra tên luôn nha anh em nhá. Đó, mới tinh 100%, xe chưa đổ xăng, chưa bắt bình luôn. Đó, trong góc kia còn một chiếc nữa kìa. Rồi, tiếp theo anh em này. LA250. Đó, con này thì được đăng ký từ 2007 đến giờ đấy anh em. Đó, kiểu con này thì có dọn thêm một số món đồ rồi, rất là nhìn rất là trẻ trung anh em nhá. Đó, vè này, đó, hai cặp thùng. Anh tắt đèn lưỡi phát. Alo. Rồi, con này thì đăng ký biển thành phố anh em nhá. 51A62534. Đó, xe rất là đẹp luôn. Cảng chống đổ thùng thiếc đầy đủ hết cho anh em mình rồi. Về dọn kiểu dáng trẻ trung. Con này cửa hàng mình hiện tại đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 53 triệu đồng thôi anh em nhá. 53 triệu. Rồi tiếp theo anh Trâm ơi. Một con Lifan. Đó, Lifan 125 phân khối. Đó, chiếc này đang còn khá là mới anh em nhá. Đó. Mới chạy được có 575 cây số, đăng ký tháng 10/2022 anh em nhá. Đăng ký tháng vừa rồi á. Đó, mới tinh luôn, nói chung là xe mới chạy được hơn 500 cây thì xe không còn gì để tả đâu anh em nhá. Cực kỳ là mới luôn, ghế tựa lưng sẵn rồi anh em. Hiện tại đăng ký biển số 86 Bình Thuận anh em nhá. Đó, con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là còn 30 triệu đồng tròn. Ồ, ngoài này thì có một chiếc Honda Street 400 anh em này. Đó, Honda Street 400 nhá. Đó, đăng ký là 1993 đến giờ đây. Máy V luôn nha anh em nhá. Máy V 400 phân khối, xe của Honda luôn. Đó, cực kỳ là đẹp luôn nha anh em. Đăng ký biển 86 Bình Thuận. Hiện tại con xe này cũng có bộ ủy quyền của chủ xe ủy quyền sẵn cho cửa hàng mình luôn rồi. Đó, con này anh em nào thiện chí mình để cho anh em với giá là chỉ còn có 105 triệu đồng.
Còn tiếp theo trong đây anh em này, mình quay một số dòng mô tô lên lốt cho anh em. Thì như vừa nãy mình cũng đã nói rồi, mà dòng Suzuki GZ bên mình còn 4 chiếc, còn chiếc nằm trong cùng này là chiếc thứ 4 này anh em. Đó, Suzuki GZ. Rồi, chiếc này không nói tới nữa anh em nhá. 70 mấy triệu cửa hàng mình bao suất hóa đơn, ngay từ đầu mình đã nói luôn rồi. Một chiếc GPX Center Diamond Gentleman anh em này. Đó, 200 phân khối. Đó, con này thì kiểu dáng cà phê đấy anh em, đăng ký biển 86 Bình Thuận này. 00366. Đó, 2019 xe mới chạy được hơn 500 cây số thôi. Con này anh em nào thiện chí mình để cho anh em với giá là chỉ có 53 triệu đồng nha anh em nhá. 53 triệu. Rồi tiếp theo này. CB300. Đó. Đăng ký biển số 65 Cần Thơ anh em nhá. Đó, con này thì mới chạy được ô đô được 250 cây số. Đó. Mà con này cửa hàng hiện tại mình đang để cho anh em một cái giá là rẻ hơn mua xe mới được gần 50 triệu anh em nhá. Hiện tại xe mới ngoài hãng người đang bán ấy là chính xác ra là 151 triệu mà con này cửa hàng mình đang để cho anh em với giá là chỉ còn 103 triệu đồng thôi anh em nhá. Rẻ hơn cả gần 50 triệu mà xe mới chạy được 250 cây. Đó, anh em nào đang định có ý định nào đi mua xe CB này mà 300 phân khối á mà mua mới ấy, thì anh em tham khảo qua chiếc này anh em nhá. 103 triệu đồng. Hornet đây anh em. Hornet 919. Đó, Hornet đăng ký biển 84 đây anh em này. Đó, dung tích xy lanh là 919 phân khối. Đó, hai bô đằng sau rồi anh em nhìn rất là hầm hố anh em nhá. Bốn máy anh em nhá. Hệ thống ABS. À đâu, hệ thống FB xong môn điện tử, còn thắng này vẫn là thắng thường, chưa có thắng ABS. Đó, tại vì 2007 chưa có lên ABS anh em nhá. Đó, con này anh em là thiện chí mình để cho anh em với giá là chỉ còn 220 triệu đồng thôi. Đó, 220 triệu. Có vô thêm cho anh em một cái trợ lực tay lái Olin luôn nha anh em nhá. Một chiếc Honda Mazda Honda này anh em này, Mazda Honda. Đó, 250 phân khối, xe hải quan chính ngạch luôn nha anh em nhá. Đó, dòng này thì máy V 250 phân khối, xe cực kỳ là hiếm luôn. Đó, máy móc thì bao êm luôn cho anh em mình, gương chắn kính chắn gió đầy đủ hết luôn rồi. Đó, anh em là thiện chí dòng xe này thì mình để cho anh em với giá là hơn 200 triệu. 220 triệu luôn nha anh em nhá. Đó, đăng ký biển thành phố 51 anh em nhá, 51A61542. Đó, xe rất là đẹp luôn. Đó, bên tại vì bên cửa hàng mình chủ yếu là về dòng cổ điển anh em, rất là nhiều dòng xe cổ điển đang chờ đợi anh em luôn nhá. Một chiếc Super Harley này anh em, Super Harley 300 phân khối này. Đó, nhìn kiểu dáng của nó rất là dài luôn nha anh em nhá. Đó, con này thì nó phải dài tầm khoảng cỡ 2,5 m á. Đó, 300 phân khối mà chạy bằng dây Goodwire anh em nhá. Đó, con này thì được hiện tại đăng ký 2008 đến giờ. Đó, hiện tại đang đi biển thành phố anh em nhá, 59A70078. Đó, con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 110 triệu đồng nha anh em nhá, 110 triệu. Đây, tiếp theo là tới siêu phẩm các bạn, Honda nữa này. Siêu khủng long anh em nhá. Đó, con này gọi là con VTX 1300 phân khối. Đó. Con này thì mang dung tích xy lanh 1300 này anh em này. Đó. Thì anh em nghĩ 1300 thì cục máy của nó rất là to luôn rồi. Đây anh em. Tay mình để cái phần lắp côn còn chưa hết luôn nha anh em nhá. Đó, đây là lắp côn của nó còn chưa hết luôn này. Lắp côn bên đây cũng vậy luôn. Đó, để đây lắp chưa hết. Máy V. Đó, 1300 phân khối. Bô máy móc của nó thì nghe thì thôi rồi. Người ta gọi cái xe này là gọi là xe dẫn đoàn anh em nhá. Dẫn đoàn 1300 phân khối, đăng ký biển số 83 Sóc Trăng. Đó. Con này nói chung anh em nào mà muốn đam mê cái dòng này mà chạy á thì nói chung anh em phải có chút sức khỏe anh em nhá. Con này nó nặng 400 gần nửa tấn anh em nhá, gần nửa tấn. Đó. Con này cửa hàng mình đang bán hiện tại cho anh em với giá là 335 triệu đồng. Đó, hơn 300 triệu. Rất là đẹp luôn nha anh em nhá, xe dẫn đoàn. Ok anh chị nha, tiếp tục thì mình xem cái lô tiếng giữa nha các bạn. Lô giữa này, bên này cửa hàng rất là nhiều xe anh em này. À, rất là nhiều. Đầu tiên Bentley mới về anh em. Bentley 302. Đó, được sơn một màu đẹp, son cực kỳ là đẹp luôn. Đó, 2018 anh em nhá. Con này thì có mua sẵn bộ ủy quyền của chủ xe, ủy quyền sẵn về cửa hàng mình luôn rồi. Đó, 2018. Đó, 302 phân khối. Con này thì mới về cửa hàng mình hiện tại chưa có giá anh em nhá. Anh em nào ưng thì nhắn tin qua số Zalo mình đã để bên phần góc trái của màn hình rồi đó, nhân tin qua đấy sẽ nhân viên có báo giá video hình ảnh làm nổ cho anh em nhé. Rồi thì thế anh đi phía trước nha, anh đi phía okay, sau anh quay cái biển số cho các bạn anh quay chị cho anh em cho nó dễ anh em nhé. Đó, cũng mới về cửa hàng luôn anh em này. Đó, con này thì gọi là siêu đẹp luôn nha anh em nhé. Rebel 300 phân khối, nó có hệ thống thắng ABS, có kết nước làm mát, nó 300 phân khối, xe của Honda luôn. Đó, con này thì đăng ký biển ngoài Bắc anh em nhé. Đó, đây anh em, nước sơn nước xi, xe mới chạy được hơn 2000 cây số thôi. Đó, mà giá con này cửa hàng mình đang để cho anh em với cái giá là rẻ hơn mua xe mới được tầm khoảng 30 triệu anh em nhá. Đó, cản chống đổ vô đầy đủ sẵn luôn rồi. Mới về ngày hôm qua xong, mới rửa, mới đưa sang đây luôn nha anh em nhá. Đó, anh em nào thiện chí ưng con xe này thì chụp ảnh màn hình lại gửi qua số Zalo giúp mình nha anh em, 038 552 4819. Super. Rồi cái bên phải. Super Harley máy V 170 phân khối này anh em này. Đó, máy V nhá. Con này hiện tại được mang thành phố biển thành phố đây. 59V349931. Đó, hiện tại đăng ký lại 2021 anh em nhá. Đó, con này anh em nào thiện chí thì mình để cho anh em với giá là còn
105 triệu đồng. Nói chung là mấy cái dòng Super hoặc Lay giờ Việt Nam mình còn vài chục chiếc thôi nha anh em, cực kỳ là hiếm luôn. Mà anh em đã chơi được dòng xe này thì càng ngày càng lên giá chứ không có sợ tụt giá đâu anh em, yên tâm nha. 105 triệu đồng Super hoặc Lay máy V anh em nhá. Cũng là Super hoặc Lay luôn anh em, dòng này gọi là dòng DD150 anh em nhá. 150 phân khối. Đó, anh em nhìn cái màu sơn của nó đã đủ độc lạ chưa? Đó, hợp với màu Tà Vẹt luôn nha anh em, cứ yên tâm. Bản đủ luôn, két nước làm mát, có ghế tựa lưng, đó, có cảng chống đổ, có hai đĩa trước, một đĩa sau, hai bô, hai máy. Đó, full topping đồ chơi. Dòng bản đủ con này thì đăng ký 2008 đến giờ, hiện tại được đi biển số 63H8-3949 anh em nhá. Giảm cho em con xe này còn 120 triệu. Đó. Bao VIP cho anh em luôn, 120 triệu. Rồi, review 300 nữa các bạn. Honda nha. Rồi tiếp theo này, review 300 của Honda luôn anh em này. Đó, 2019 anh em nhá. Đó, 300 phân khối xe chính chủ, Beo. Đó, dòng này thì có hệ thống thắng ABS cả trước lẫn sau luôn anh em nhá, đi cực kỳ là an toàn luôn. Đó, con này hiện tại được mang biển số Đồng Nai 60 anh em nhá. Con này cửa hàng mình đang giảm anh em với giá là chỉ còn có 73 triệu đồng thôi nha anh em. 73 triệu có mua thêm anh em một cái kính chắn gió rất là to anh em nhá. Đó, kính chắn gió 73 triệu. Rồi, tiếp theo cũng là Super Hạc Lây luôn anh em. Đó, đăng ký biển thành phố đây, 59A3-03142 anh em này. Đó, hai bô hai máy, 350 phân khối. Đó, nhìn rất là hồng cá tràng anh em nhé. Dòng xe siêu hiếm siêu dài luôn đây. Đó, con này thì đăng ký từ 2009 đến giờ, đăng ký biển thành phố. Con này thì cửa hàng mình đang giảm anh em giá là chỉ còn 103 triệu đồng nha anh em nhé. 103 triệu. Rồi tiếp theo đây, Super Hạc Lây nữa này anh em này, máy V. Dòng này là dòng Super Hạc Lây mẫu ngắn anh em nhé, ba chiếc giống như nhau khác màu thôi. Đó, như con này thì được đăng ký từ 2010 đến giờ anh em này. Hiện tại được mang biển số 76A127610. Con xe này có bộ ủy quyền của chủ xe, ủy quyền sẵn ở cửa hàng mình luôn rồi anh em nhá. Đó anh em này, con này vô thêm cả ghế tựa lưng này, hai cái túi bao da cho anh em đựng đồ đựng đạc đằng sau nữa anh em này. Đó, nhìn rất là đẹp luôn nhá. Bàn để chân nhìn rất là đó, gập lên gập xuống vô tư luôn. Đó, con này anh em nào thiện chí mình để cho anh em với giá là chỉ còn có 78 triệu đồng thôi nha anh em. Màu đỏ cực kỳ là đẹp. Đó anh chị các bạn mình trong xem video thì mình thích tới dòng xe nào mình cần mua có thể mình chụp hình xe đó ha, mà gửi qua Zalo sẽ có chi tiết xe cho anh chị em mình xem xe lại nha anh chị. Tiếp theo anh em này, Super Hạc Lây đăng ký từ 2010 anh em, cũng là 170 phân khối luôn. Đó, con này hiện tại được đăng ký biển số Nha Trang anh em nhá, 79L2-86374. Con này vô thêm cho anh em sẵn một cặp thùng luôn rồi anh em nhá, một cặp thùng màu xanh phiên bản giới hạn rất là đẹp luôn, đăng ký biển Nha Trang 79. Đó, con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là 78 triệu đồng. Rồi kế bên em này, cũng là Super Hạc Lây luôn. Đó, đăng ký từ 2012 đến giờ anh em, hiện tại đang đi biển số Vũng Tàu anh em nhá. Cũng là máy V. Đó, 170 phân khối máy V, hai bô hai máy. Đó, con này thì cửa hàng mình đang giảm cho em với giá là chỉ còn có 77 triệu đồng thôi. Đó, 77 triệu. Rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi kế bên này, Phantom 2 thì nhập Thái nguyên con anh em nhá. Đó, dòng này là dòng Phantom đi rất là ok. Ra sao dòng này là dòng xăng pha nhớt anh em nhá, cực kỳ là hiếm luôn. Đó, Việt Nam mình cũng có vài chục chiếc thôi. Đó, con hiện tại con xe này được đăng ký từ năm 2000 đến giờ anh em nhá. Con này được đăng ký biển thành phố 59. Đó, ủy quyền sẵn được cửa hàng mình luôn. Anh em nào thiện chí con xe này mình để cho anh em với giá là 88 triệu đồng. Phantom tiếp tục luôn nè các bạn. Tiếp theo anh em này, cũng là Phantom luôn. Đó, Phantom bên mình thì còn 3 chiếc nữa. Nhưng dòng này là dòng 44 thì anh em nhá. 200 phân khối đi biển số A. Đó. Hiện tại con xe này được đi biển số thành phố anh em nhá, 59. Đó, 2004 đến giờ. Con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 54 triệu đồng anh em nhá. Có vô thêm cho anh em một cặp thùng, một cái ghế tựa lưng sẵn luôn rồi. Đó, 54 triệu đồng. Rồi kế bên anh em này, cũng là một chiếc Phantom luôn. Đó, 150 anh em nhá, vẫn chạy bằng A1. Đó, con này được đăng ký từ năm 2002, hiện tại đang đi biển số thành phố anh em nhá, 52Z27801. 7801 anh em nhá. Đó, con này thì cửa hàng mình đang để cho anh em với cái giá là chỉ còn có 50 triệu đồng thôi anh em nhá. Đó anh ơi, 50 triệu đồng Phantom nè anh chị các bạn. Tiếp theo, tiếp theo là anh em này, Honda Phantom 4 thì nhập Thái nguyên con nữa anh em này. Đó, 150 anh em nhá, đăng ký biển 16F35578. Đó, 16F35578, 150. Hồi từ năm 1998 đến giờ mà anh em xem xe vẫn đang còn nguyên đai nguyên kiện cho anh em nhá. Con này anh em nào thiện chí mình để cho anh em với giá là chỉ còn có 40 triệu đồng tròn. Đấy các bạn, ba chiếc 4 thì các bạn, và một chiếc 2 thì nha anh chị. Đúng rồi. Rồi, tiếp tục Super Hạc Lây máy V, 170 phân khối nữa này anh em này. Đó, 2012 đến giờ anh em nhá. Hiện tại đăng ký biển số 85B1-12121. Đó, 85B1-12121, xe chính chủ luôn, 170 phân khối. Đó, con này thì cửa hàng mình đang để cho anh em với giá là chỉ còn có 89 triệu đồng thôi anh em nhá. 89 triệu đồng. Rồi tiếp theo đây anh em,
một rất là nhiều dòng xe nhá, anh em cứ từ từ xem hết video anh em nhá. Hết buổi công chiếu là anh em biết đâu được những chiếc xe anh em mới ưng ý nha anh em. Suzuki GZ 150 FE sang full điện tử, xe đã qua sử dụng rồi. Đó, hiện tại con xe này được đăng ký biển số của nó là 92 anh em nhá. B1 14939. Đó, 150 2013 anh em nhá. Anh em nào thị trí xe này mình để cho anh em với giá là chỉ còn 45 triệu đồng. Đó, thùng trong xe luôn. Đó, ghế tựa lưng, cảng chống đổ đầy đủ hết. Một con cúp tôm. Đó. Hai bô. Đó, đăng ký từ 2008 đến giờ anh em nhá. Đó, hiện tại đang đi biển số thành phố 52T6 6954. Con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 28 triệu đồng thôi anh em nhá. Tiếp tục là tới Su GZ 150 nữa này các bạn. Suzuki GZ 2014 anh em này. Đó, 150A. Đó, đăng ký biển 37A anh em nhá, 37E1. Đó, 27599. Con này cửa hàng đang giảm cho anh em với giá là cũng chỉ còn có, con này hiện tại mới về, chưa có giá, anh em nào ưng thì chụp ảnh màn hình lại giúp mình anh em nhá. Gửi qua số Zalo bên phần góc trái màn hình rồi anh em. Rồi. Một chiếc Lifa anh em này, tiền ít thịt nhiều. Đó, 2008 đến giờ anh em, 125 phân khối. Hiện tại đang đi biển số Đắk Nông anh em nhá. 48F94472. Đó, 2008, con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 21 triệu đồng thôi anh em. Giá cực kỳ siêu mềm luôn. 21 triệu đồng. Rebel này anh chị. Đó, Rebel này là 125 đó. Phân khối anh em nhá. 125 phân khối, đăng ký biển số 71 Bến Tre nha anh em. Đó, 2011 đến giờ. Con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 40 triệu đồng tròn thôi. 40 triệu đồng, màu đỏ, hai đĩa trước, một đĩa sau, hai bô hai máy. Đó. Rồi kế bên. Rebel LC 170. Đó, dòng này là dòng bản đủ nữa anh em nhá. Hai đĩa trước, một đĩa sau, hai bô hai máy, đôn ghi lông tay ngang này. Đó, hiện tại đăng ký biển số thành phố anh em nhá. 59L101693. Đó, 2010 đến giờ 170 phân khối. Con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 63 triệu đồng thôi anh em nhá. 63 triệu. Rồi tiếp theo. Rebel này anh em, 150 cũng bản đủ luôn, có két nước, có đĩa trước luôn nha anh em nhá. Đó, 2008 đến giờ nha anh em, hiện tại đang đi biển số thành phố 54U2 1274. Con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 34 triệu đồng thôi nha anh em, 34 triệu. Rồi tiếp theo này. Một chiếc Rebel 300 phân khối. Đó. Hai đĩa trước một đĩa sau, có két nước là mát luôn. Đó, chiếc này hiện tại đăng ký biển số 93 Bình Phước anh em nhá. Hiện tại con xe này có người chốt rồi nên hiện tạm thời mình sẽ không báo giá con xe này cho anh em mình tham khảo nữa. Biển số khá đẹp luôn anh chị. 0007. Wow. 7 lút anh em nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi. Đây. Một con Rebel 170 này anh em này. Đó, dòng Sport thì nó sẽ không có két nước là mát đâu anh em nhá. Đó, chỉ có hai bô hai máy, một đĩa trước một đĩa sau thôi. Đó, 2011 đến giờ, hiện tại đang đi biển số Nha Trang 79L106664. Đó, con này cửa hàng mình đang giảm cho em với giá là chỉ còn có 33 triệu đồng nha anh em nhá. 33 triệu. Rồi tiếp theo này. Rebel 150 phân khối anh em. Đó, đăng ký 2021, hiện tại đang mang biển số 70 Tây Linh anh em nhá. 70B201298. Đó, 2021. Con này cửa hàng mình đang giảm cho em với giá là chỉ còn có 53 triệu đồng thôi nha anh em. 53 triệu. Một chiếc Rebel Magma 110 phân khối anh em bên cạnh này. Đó, kiểu dáng rất là nhỏ gọn luôn, anh em nó đam mê mô tô, những cái dòng cổ điển ấy mà anh em mình thấp bé nhẹ cân thì chọn những cái dòng này chạy rất là ok luôn này. Có ghế tựa lưng đầy đủ cho anh em mình sẵn luôn. Đó, 2010, hiện tại con xe này có bộ ủy quyền của chủ xe, ủy quyền sẵn với cửa hàng mình luôn rồi anh em nhá. Đó, con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá mới về cửa hàng. Anh em nào ưng thì chụp ảnh màn hình lại giúp mình xong gửi qua số Zalo mình đã để bên phần góc trái màn hình rồi anh em nhá. Đấy anh chị các bạn ơi. Rồi, xe rất là nhiều, hôm nay quay kỹ rồi nè anh chị các bạn, mình cần tới dòng xe mình cần thích xem chưa rõ có thể chụp màn hình xe đó và gửi qua Zalo giúp em ha. Một chiếc Rebel nữa này anh em này. Đó, màu xám xi măng rất là đẹp luôn. Đó, 2009 đến giờ anh em nhá. Hiện tại được mang biển số 70 Tây Linh 70B18339. Đó, 2009 nha anh em, xe đang còn rất là đẹp luôn. Còi đèn bình xi nhan, mọi chức năng đều hoạt động đầy đủ hết. Màu xám xi măng rất là ok, đèn led vô sẵn cho anh em. Có ghế tựa lưng đầy đủ luôn rồi. Đó, con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 35 triệu đồng thôi anh em nhá. 35 triệu. Rồi. Cúp tôm nữa các bạn. Tiếp theo là dòng này là dòng cúp tôm xe của Honda anh em nhá. Đó. Honda 2 bô 2 máy 125 phân khối, đăng ký biển thành phố luôn. Đó, nhưng con này thì mình sẽ gọi là báo cho anh em biết xe gì thôi. Hiện tại có người chốt rồi, mình sẽ không báo giá nữa nhá. Rồi, cho qua nha anh chị. Rebel 3 đĩa này anh em này. Rebel 3 đĩa 300 phân khối này, đăng ký biển số thành phố luôn. 59A9 đó. 0092 300 phân khối, có két nước là mát. Hiện tại có bộ ủy quyền của chủ xe, ủy quyền sẵn với cửa hàng mình luôn rồi. Đó, con này anh em là thiện chí mình để cho anh em với giá là 75 triệu đồng nha anh em nhá. 75 triệu. Rồi tiếp theo này anh em. Một chiếc CB, đó, CB là CB 150 phân khối anh em nhá. Đó.
đăng ký 2021, hiện tại đang đi biển số thành phố anh em nhá. 59F136481 đó, 150 chính chủ luôn. Con này anh em mình thiện chí mình để cho anh em với giá là 23 triệu đồng. Đó, 23 triệu. Rồi, tiếp tục. Một chiếc Master, Master là xe của Honda luôn anh em nhá. Đó, đăng ký từ 2009 đến giờ. Hiện tại con xe này được mang biển số Vũng Tàu anh em nhá. Đó, 72. Đó, con này thì cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn 21 triệu thôi. Đó, Master là xe của Honda, chạy rất là bền luôn nha anh em nhá. Đó, anh em là thiện chí để giá 21 triệu thôi. Rồi tiếp theo, G-Sin. Đó, G-Sin mà này mang lốc máy của Honda anh em nhá. Đó, giả cày đó. 2008 đến giờ, xe máy móc thì rất là êm luôn. Đó, con này thì hiện tại được mang biển số 28 anh em nhá. Con này anh em là thiện chí mình để cho anh em với giá là 14 triệu đồng. 14 triệu thôi nha anh em. G-Sin, kiểu dáng cũng khá là độc lạ nha anh chị. Đúng rồi, rất là đẹp anh em nhá. Rồi tiếp theo, Legion GPX mô 200 phân khối kiểu dáng cà phê anh em này. Đó, zin nguyên bản luôn nhá. 2019. Đó, đăng ký biển 61 Bình Dương luôn. 61A101806. Đó, 200 phân khối chính chủ, hai đi trước một đi sau. Con này anh em là thiện chí mình để cho anh em với giá là chỉ còn 43 triệu đồng thôi nha anh em nhá. 43 triệu. Rồi tiếp theo cũng là Legion GPX luôn này anh em này. Legion GPX này chỉ có 150 phân khối thôi anh em nhá. Đó, vẫn chạy bằng A1 bình thường. Đó, như con này thì được đăng ký biển số Bình Dương. Biển số rất là đẹp luôn anh em nhá. 61H16789. Đó. Biển số không bao nhiêu tiền rồi anh em nhá. 2021. Con này 150 chính chủ luôn nha anh em nhá. Con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 39 triệu đồng thôi. Rồi, tiếp tục. 39 triệu. Rồi tiếp theo anh em này. Super Harley Visiton 175 phân khối. Đó, đăng ký 2013 anh em nhá. Hiện tại thì đang đi biển số 60 Đồng Nai, 60B2 25046. Nó 2013, 175 phân khối. Anh em nào thiện chí con xe này mình để cho anh em với giá là 67 triệu đồng. Đó, 67 rồi, triệu okay, anh em nhé. Ok anh chị ơi, tiếp tục là tới Suzuki GZ nè, màu đỏ đó là sử dụng. Tiếp tục là thì mình đã nói rồi, đây là những dòng ngày đầu tiên ấy. Suzuki GZ đã qua sử dụng bên mình rất là nhiều luôn nha anh em nhé. Đó, đây 2019 màu đỏ thì toàn là xe lướt anh em nhé. Đó, như con ngoài cùng này đăng ký biển số 92 anh em này. 2019 màu đỏ phiên bản giới hạn để anh em 66 triệu anh em này. Đó, mấy dòng này thì đi anh em mình không có sợ bị hư hào hỏng gì đâu nhá. Ít hỏng vặt cực kỳ luôn nha anh em. Đó, giá rất là mềm, 66 triệu anh em. Bên cạnh cũng là GZ đỏ luôn. Đó, 2019 đăng ký biển 60 Đồng Nai này. Đó, con này anh mình cũng giảm cho anh em với giá còn 66 triệu đồng giá này. Đó. Tại vì màu đỏ là thấp nhất là từ 2019 bắt đầu mới sản xuất ra nên giá nó hơi chua một tí nha anh em nhá. Đó, nhưng đổi ngược lại thì anh em lại có một chiếc xe cực kỳ là đẹp, phiên bản cực kỳ là màu hot luôn nhá. 2019 nó đỏ luôn, đăng ký biển 67 anh em này. 67H167976, con này thì chính chủ luôn, giảm cho em con này còn 63 triệu đồng thôi này. 63 triệu. Rồi kế bên nha anh em. Suzuki GZ đỏ nó này, đăng ký biển 94K190748, nó 2019 150. FE xăng phun điện tử, con này giảm cho anh em với giá là cũng còn 66 triệu đồng. Rồi chiếc màu đen anh em này, màu đen 2018 anh em nhá. Đó, đăng ký biển Bình Dương. 61 150 chính chủ luôn. Đó, con này thì cửa hàng mình đang giảm cho em với giá là chỉ còn có 53 triệu đồng thôi nha anh em. Mua đó. Xe làm được tặng nấu này đó ha. Thế đúng rồi, mua xe anh em tặng quà là tặng một cái mũ bảo hiểm, là một cái mũ bảo hiểm đấy đấy anh em nhá. Đó, mũ Apro trùm hết đầu luôn. Rồi cái đây anh em này, cũng là Suzuki GZ nhưng mà GZ này chỉ có 125 phân khối thôi anh em nhá. Đó. Bình xăng cơ đời đầu của Nhật luôn. Đó, chưa có FI. Đó, 125 phân khối, đăng ký từ 2009 đến giờ. Anh em nào có thiện chí dòng xe này mình để cho anh em với giá là chỉ còn có 28 triệu đồng thôi nha anh em nhá. Đó, 28 triệu. Đây sáng nay mình giới thiệu. Sáng nay thì mình giới thiệu luôn cho anh em hai chiếc trên đây, tại vì hàng giữa như mọi khi thì còn nhiều xe lắm, nhưng mà hàng giữa giờ mình chỉ để xe chuẩn bị gửi đi rồi nhá. Đó, như chiếc GPX Demon 2019 anh em này. Đó, 150 xe chính chủ luôn, hiện tại được mang biển số 47 Đắk Lắk anh em nhá. Hiện tại con xe này đang bọc keo trùm nguyên con luôn. Đó, chính chủ luôn, 150. Con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 35 triệu đồng thôi nha anh em. 35 triệu. Một chiếc BCX anh em này. Đó. BCX xe 125 phân khối đây anh em. Đó, đăng ký biển 92 anh em nhá. Chính chủ luôn. Đó, 2016 nha anh em, mới về cửa hàng mình thôi. Đen nhám cực kỳ là đẹp. Đó, anh em nào có thiện chí con xe này thì cứ nhắn tin qua số Zalo giúp mình, tại vì con xe này mới về cửa hàng ngày hôm qua anh em nhá. Đó, bên đây thì còn vài mẫu xe ga nữa, mình rồi, sẽ giới thiệu mình cho xem cái lô đây dài ra ngoài trước anh chị các bạn. Đây, rất là nhiều loại xe nha. SH150 nhập ý anh em này. Đó, xe SH ý, gọi là SH ý đấy anh em nhá. Có vô thêm một anh em một chìa khóa smart key sẵn luôn rồi, chìa khóa bếp ga đó. Đó, đăng ký biển thành phố luôn. 59, hiện tại con xe này có bộ ủy quyền sẵn của chủ xe, ủy quyền cho cửa hàng mình luôn rồi anh em nhá. Anh em nào thiện chí con xe này mình để cho anh em với giá là chỉ còn có 74 triệu đồng thôi nha anh em. 74 triệu.
Còn cái bên này SH Việt lên dàn áo ý này anh em, 125 phân khối. Đó, đăng ký 2021, hiện tại đang đi biển số Bình Dương mình luôn, 61 anh em nhá. Anh em nào thiện chí xe này mình để cho anh em với giá là 63 triệu đồng. Rồi tiếp theo, Core E 150. Đó, dòng này cũng là dòng xe thể thao luôn nha anh em nhá. Đó, đăng ký biển 60 Đồng Nai, 150 phân khối, bình xăng cơ, chưa FI. Anh em nào thiện chí con xe này mình để cho em với giá là 19 triệu đồng, chính chủ luôn nha anh em nhá. Legend GPX 200 phân khối. Đó, kiểu dáng cà phê, hai đĩa trước một đĩa sau, nhìn rất là đẹp anh em nhá. Có mua thêm cho em một cặp đèn chiếu sáng sẵn luôn rồi, gọi là đèn LED cho anh em nhá. Đó, bình xăng dàn áo được sơn một màu rất là độc lạ luôn. Anh em nào thiện chí con xe này mình để cho em với giá là còn 45 triệu đồng. Một chiếc xe Honda dọn lên kiểu dáng của cà phê này anh em này. Đó, 125 phân khối em nhá. Nó lên đầu đèn, lên mặt đồng hồ, tay thắng tay khôn, bô phuộc rồi liền, nói chung là lên full topping luôn. 2012 đăng ký biển số Bình Dương. Anh em là thiện chí mình để cho anh em giá 21 triệu. CB150, CB là xe của Honda anh em nhá. 2021, hiện tại đăng ký biển số 67E145540. Đó, 150 chính chủ luôn nha anh em nhá. Con này anh em là thiện chí mình để cho anh em với giá là 44 triệu đồng này. Rebel nữa này anh em này. Đó, rồi Rebel USA đây, nó 2013 này anh em. Đó, đăng ký biển 72 Vũng Tàu anh em này. Đó, 72F1 18223. Đó, 125 phân khối. Rebel 3 đĩa anh em. Đó, hai bô hai máy, nghe tiếng máy của nó rất là phê luôn nha anh em nhá. Anh em là thị trí con xe này mình để cho anh em với giá là 23 triệu đồng. Rồi tiếp theo anh em này, Vespa. Đó, Vespa này là 125 phân khối anh em nhá. Đèn vuông, đó, xe rất là đẹp luôn. 125 đăng ký biển số Bình Dương, 61G1 71795. Đó, 2019, con này thì chính chủ luôn nha anh em. Có hệ thống thắng ABS luôn. Đó, con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 58 triệu đồng thôi anh em nhá. 58 triệu. Rồi tiếp theo này, SH Việt lên dàn áo ý đây, 125 phân khối. Đó, đăng ký biển số 62 Long An đây, 62L184854. Đó, 2021 anh em nhá, 125 phân khối. Con này thì cửa hàng mình đang để cho anh em với giá là chỉ còn có 63 triệu đồng anh em nhá. Đó, 63 triệu. Rồi tiếp theo, SH, gọi dòng này gọi là SH liên doanh anh em nhá. Đó, hồi xưa nó là ngang giá tiền với SH bây giờ đấy, gọi là Saab FI đây. À, Saab bình xăng cơ. Con này thì anh em nào thiện chí mình để cho anh em với giá là 8 triệu rưỡi thôi anh em nhá. À, 8 triệu rưỡi không mày? Lô, nó Saab ở đây nha. Ở đây gọi là có KTM đúp 200 là anh chị. KTM Duke, đó, 2013 đến giờ anh em nhá, 200 phân khối, có hệ thống thắng ABS cả trước lẫn sau luôn. Đó, con này thì ký sẵn bộ ủy quyền của chủ xe, ủy quyền cho cửa hàng luôn rồi anh em nhá. Đó, đăng ký biển thành phố, con này anh em nào thiện chí mình để cho anh em với giá là chỉ còn có 40 triệu đồng thôi anh em. 40 triệu đồng. Rồi, tiếp tục là tiếp một cặp Flick anh em này. Đó, như trước này thì 300 phân khối đây anh em, 2018 300 phân khối, hai đi trước một đi sau, vô thêm một cặp đèn LED sẵn cho anh em mình luôn rồi. Đó, 2018 anh em nhá, anh em nào có thiện chí chiếc này mình để cho anh em với giá là 35 triệu đồng. Rồi kế bên Folix 125 tiền ít thịt nhiều anh em này, 2013. Đó, đăng ký biển 62 Long An, 62D106463. Đó, 125 phân khối. Đó, anh em là thiện chí mình để cho anh em với giá là chỉ còn có 25 triệu đồng anh em nhá. Rồi kế bên này, xem chi tiết chụp màn hình xe và gửi qua Zalo nha anh chị các bạn. BCX anh em này, được sơn màu 3D rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, 3D này. Đó, 3D là có nghĩa cái màu sơn nó ỉm luôn vào trong cái dàn áo đây anh em. Đó, tẩy không bóc được luôn đâu. Đó, 2014. Đó, con này thì để cho em 29 triệu này, basic anh em nhá. 125 phân khối, FI xăng vô điện tử này. NVX. LVX 155 phân khối, có hệ thống thắng ABS luôn. Đó, 2018 anh em nhá, hiện tại đang đi biển số 63B3. Đó, 64092. Con này giảm cho anh em còn 29 triệu thôi. Hornet này các bạn. Hornet 250 phân khối. Đó, 250 thôi nhưng mà mang cục máy là 4 máy thôi anh em nhá. 4 ống xả. Đó, nhưng mà lại ra có một bô. Đó, đăng ký biển thành phố anh em nhá. 52A2-0021. Đó, anh em nào thiện chí chiếc Hornet 250 4 máy này mình để cho anh em với giá là 95 triệu đồng. Honda Hornet anh chị các bạn. Honda Hornet 250. Rồi, ok ha. Rồi tiếp theo anh em này. Yamaha MT15 màu đen nhám luôn nè. Một đèn nhám cực kỳ đẹp anh em nhé, xe mới chạy được 1025 cây số rồi. Hiện tại được đăng ký biển số Bình Định anh em nhé, 77H154181. Nó 2022 LTL. Đó, 15. Đó, MT15 chứ. MT550, con này thì cửa hàng mình đang để cho em với giá là chỉ còn có 59 triệu đồng anh em nhé. Chính chủ luôn, rẻ hơn mua xe mới được gần 20 triệu mà xe mới chạy được có 1025 cây số.
Rồi tiếp tục. Boss City, dòng xe của KBR anh em nhá, 125 phân khối, nó có hệ thống 6 số, có két nước làm mát, đèn cầu luôn. Anh em đi đường xa đường trường thì rất là ok. 2018 hiện tại được mang biển số 67F134069. Con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là cũng chỉ còn có 23 triệu đồng thôi anh em nhá. 23 triệu. TFX này anh chị. TFX xe của Yamaha, đó, 2016 150 phân khối, đăng ký biển 63B119790, 150 xe chính chủ luôn nha anh em nhá. Con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là chỉ còn có 38 triệu đồng thôi. Rồi tiếp theo là Bentley, đó. Bentley 302 đây anh em nhá. Đó, 302 phân khối 2017, hiện tại đang đi biển thành phố. Hai đĩa trước một đĩa sau, có vô thêm cảng chống đổ sẵn cho anh em luôn rồi. Đó, dòng này là dòng xe hai máy anh em nhá, 302 xe là hai máy. Hiện tại có bộ ủy quyền của chủ xe ủy quyền sẵn về cho cửa hàng mình luôn. Đó, đăng ký biển thành phố. Con này cửa hàng mình đang giảm cho anh em với giá là 60 triệu đồng tròn. R15V2, đó, đăng ký biển Đắk Nông anh em này, 150 phân khối 2016 anh em nhá. Đó, hiện tại con xe này thì 150 chính chủ luôn. Con xe này anh em nào thiện chí mình để cho anh em với giá là 32 triệu đồng nha anh em nhá. 32 triệu. Rồi tiếp theo, một chiếc Bentley 2018 anh em này, một cặp luôn. Đó, như chiếc màu xanh Hurricane này 2018 này, bộ ủy quyền sẵn của cửa hàng mình luôn. 2018 đăng ký biển thành phố 59, đó. Con này thì cửa hàng mình đang rẻ cho anh em với giá là chỉ còn có 40 triệu đồng anh em nhá. Hai đứa trước một đứa sau, Bentley này. 250 phân khối, có vô thêm một bộ cảng chống đổ cho anh em mình sẵn luôn rồi. Rồi tiếp theo này anh em này. Đó, một chiếc Bentley 250 phân khối nữa này. Đó, con này thì đang hiện tại đang được bọc keo trùm nguyên con nha anh em nhá. Đó, màu đỏ rất là đẹp luôn. Được, hiện tại con xe này được mang biển số 63A100438 nha anh em nhá. Đó, 250 phân khối, anh em nào thiện chí xe này mình để cho anh em với giá là 41 triệu đồng. Rồi, Suzuki GS mã R đó các bạn. Đó, bản vua rồi. Phân khúc 150 á. Ông vua của tốc độ, ông thần tốc độ luôn nha anh em nhá. 2018 150. Đó, hiện tại được mang biển số 68K1. Đó. Con này cửa hàng mình đang để cho anh em với giá là chỉ còn có 38 triệu đồng thôi anh em nhá. 38 triệu. 150. Đó, khóa bếp ga luôn nha anh em. Khóa bếp ga luôn nha. Rồi, đây là có Yamaha G15V3 155 nha anh chị các bạn. 155cc. 2019 anh em nhá. Đó, hiện tại được mang biển số 95H149734. Chính chủ luôn. Con này thì cửa hàng mình đang để cho anh em với giá là chỉ còn có 46 triệu đồng thôi nha anh em. 46 triệu đồng. Rồi, Kangoo 250 phân khối anh em này. Đó, 2018 kiểu dáng thể thao đây. Đó, hiện tại được mang biển số thành phố anh em nhá. 59A315483, 250 phân khối, xe đang rất là đẹp luôn. Con này cửa hàng mình đang để cho em với giá là chỉ còn có 32 triệu đồng thôi nha anh em nhá. Đấy, anh chị các bạn mình cần xem chi tiết xe nào có thể chụp màn hình xe đó gửi qua Zalo nha anh chị các bạn. Zalo góc trái màn hình nha. Rồi, CBR phiên bản đỏ đen có hệ thống thắng ABS cả trước lẫn sau luôn, 2019 anh em nhá. Đó, hiện tại được mang biển số 95E171198. Đó, 150 xe chính chủ luôn, hệ thống thắng ABS chạy rất là ok. Con này cửa hàng mình đang giảm cho em với giá là chỉ còn có 52 triệu đồng thôi. Đây. Một chiếc Kangoo 350 phân khối. Đó, thì giống Ninja 300. Đúng rồi, giống Ninja thôi, nhưng mà nó dòng này là dòng xe của Kangoo anh em nhá. Y hệt Ninja luôn đó. 2017. Đó, con này thì có bộ ủy quyền sẵn về của chủ xe ủy quyền cho cửa hàng mình luôn rồi. Đó, anh em nào có thiện chí xe này thì cứ nhắn tin qua số Zalo bên phần góc trái màn hình giúp mình. Tại xe mới về cửa hàng hết anh em nhá. Hai máy nghe tiếng máy của nó thì như kiểu là Rambo, Ghili anh em ơi. Gọi là như là Ninja 300 mấy các bạn, có hãng Kawasaki á anh em. Đó, rất là đẹp nhá. Kangoo 350 nha. Tiếp tục là tới Honda CBR 150 nhập khẩu Indo màu gạch son nữa các bạn. Rất là đẹp. Màu này là màu giờ hiện tại giờ 2022 thì nó sẽ không ra phiên bản này nữa anh em nhá. Đó, 150 có hệ thống thắng ABS luôn cả trước lẫn sau. Hiện tại được mang biển số 70 Tây Linh em nhá. Xe này thì mới ô tô được 662 km thôi. Đó, anh em nào thiện chí con xe này mình để cho anh em với giá 61 triệu. Xe còn rất là lướt các kênh xe lướt luôn anh em nhá, 61 triệu. Honda đấy. Rồi, đây là có em siêu phẩm luôn, cổ điển luôn này các bạn, cổ luôn nè, xe cổ luôn đấy. Charlie. Charlie, đó, xe không cần bằng lái này anh em, chỉ cần chứng minh nhân dân là chạy được con này. Đó, anh này em nào siêu liền lạc luôn anh chị. Có cô gì chú bác nào mà đam mê đi chợ mua dòng này về đi chợ luôn này anh em này. Có giỏ sẵn cho anh em mình đi chợ luôn này. Đó, đã được dọn mới từ A đến Z hết rồi anh em nhá. Máy móc dọn mới cho anh em luôn, còi đèn mình mọi chức năng cho anh em, làm cho anh em full chức năng luôn. Đó, đấy, nhưng ngược cái dòng này là không có đề thôi. Đó. Cái này thì anh không chị bữa con mình ngồi được không thấy anh? Có, nói chung là đây mình người cũng to to không phải nhỏ đâu, nhỏ nhưng vậy mà nhìn cũng rất là được nha anh em nhá. Đó, yeah. Rất xịn sò luôn. Giá có 16 triệu đồng thôi. Đó, 16 triệu anh em nào nhanh chân nhanh tay anh em nhá, 16 triệu đồng. Đi đâu cũng được hết, đi cà phê cà pháo 16 triệu anh em nhá. Rồi, Charlie tiếp tục là đây một có chiếc Exciter đó, 135 phân khối, có xuống một bộ dàn áo 2010 em nhá. Đó, xuống dàn áo 2010 đó, hai chính xác ra xe này là 2012 đó, xuống dàn áo. Hiện tại đang đi biển số Đắk Nông 48B116973.
Con này anh em nào thiện chí mình để cho anh em với giá là chỉ còn có, anh em nào ưng thì nhắn tin một số Zalo giúp mình đi. Tại mới về cửa hàng mình không có nhớ cái chiếc giá chính xác, nhưng hình như có 20 mấy triệu thôi anh em ạ. Đó, anh em nhắn tin qua số Zalo thì sẽ có nhân viên nó báo giá cho. Rồi, đây mình xem AB anh em này. Có một dãy AB luôn. 2019 màu đen nhám, đó đen bóng chứ. Xin lỗi anh em, màu đen bóng cực kỳ là đẹp luôn. Đăng ký biển 60 Đồng Nai anh em nhá. 60H123254. Đó, 2019 xe lữ đi rất là đẹp luôn, để anh em 29 triệu. Rất là keng anh em nhá. AB màu tem 3D này anh em này. Đó, 2017 này. Đó. 125 phân khối FI sang phun điện tử, biển số Bình Dương luôn, chủ đi cũng rất là dữ luôn nha anh em nhá. Chủ nhà giàu nên ít, rất là ít đi. Đó này, cửa hàng mình đang để cho anh em với giá là 29 triệu luôn. Đấy. Rồi. AB đầu bò 2013. Đó. Nó thực ra thì những cái dòng AB đầu bò, ví dụ như máy móc thì đề nó hơi kêu chút xíu thôi, còn máy móc thực ra nó cũng rất là êm anh em nhá. Chạy cũng ngang mấy cái dòng, ngang mấy cái dòng đề êm kia luôn. Đó, mà giá mình để rất là cực kỳ là mềm luôn. Con này 2013 mình để cho anh em với giá là 13 triệu đồng. MSX liên doanh. Đúng rồi, MSX liên doanh. Đó, dòng này thì 110 phân khối em nhá. Đó, đăng ký biển 93 Bình Phước, 93 BA, đó 04854. Đó, 2021 đăng ký mới năm vừa rồi thôi, xong nha anh em nhá. Đó, con này cửa hàng mình đang để cho em với giá là chỉ còn có 16 triệu đồng thôi nha anh em nhá. Có đèn led 2 tầng luôn thì 16 triệu. Con này siêu độc lạ luôn nè anh chị. Rebel 110 dọn lên kiểu dáng của Super Harley, biển số vênh luôn. Đó, 110 phân khối có độ lên, dòng này thì có một người ngồi thôi anh em nhá. Mua về thì đi cà phê cà pháo quanh quanh thôi, nhìn rất là đẳng cấp luôn. Đó, 2013 đến giờ 110 phân khối, Rebel đăng ký biển thành phố. Đó, con này anh em nào thiện chí mình để cho anh em với giá là 20 triệu đồng. Rồi. 20 triệu. Tiếp theo 67 SS50 bên mình thì còn 3-4 chiếc thì xếc là cũng kẹt hết anh em nhá, mua về chẳng phải làm gì hết, chỉ việc chạy thôi. Đó, nhưng con này đăng ký 2010 đăng ký lại anh em này. Đó. Hiện tại đang đi biển số 67ZA1311 để cho anh em con này 21 triệu anh em, đầu đèn vẫn còn xe của 67 luôn. Đó, ghi đông 67, bình xăng của CD. Rồi tiếp theo anh em này, đó, cũng là 67S50 này, 1999 đến giờ này, đăng ký biển 85. Đó, 50cc anh em nhá, 67. Con này thì cửa hàng mình đang để cho anh em với giá 15 triệu đồng này. 15 triệu. Rồi. Rồi tiếp theo đây cũng là 67S50 đây anh em này, đó. À, đăng ký là 1992 đến giờ anh em nhá. Hiện tại đang đi biển số Lâm Đồng 49665QG. Đó. Con này cửa hàng mình đang giảm cho em với giá chỉ còn có 23 triệu đồng thôi em nhá, 23 triệu. MSX của Honda này, đó. Hiện tại con này dòng này gọi là dòng đèn led 2 tầng em nhá, FI sang phun điện tử, màu sơn xanh lá cây cực kỳ là đẹp luôn. 2020, hiện tại đang đi biển số Bình Phước 93, con này cửa hàng đang giảm cho em với giá là chỉ còn có 34 triệu đồng thôi em nhá. Anh em nào mà người thấp bé nhẹ cân mà đi thích dòng mô tô trải nghiệm với dòng này thì chạy biết. Bữa mình cũng chạy thử rồi, rất là ok em nhá, kéo ga rất là ngọt ngào luôn. Rồi tiếp theo anh em, một chiếc GPX Demon, dòng này dòng mini anh em nhá. Đó, 125 phân khối. Đó, cái dòng này thì nó chạy giống như xe Wayzim anh em hay chạy bình thường ấy, không có côn đâu. Đó, không côn anh em nhá. 2018 Demon, đăng ký biển 74, con này cửa hàng mình đang giảm cho em với giá chỉ còn có 18 triệu đồng thôi. Rồi cái bên em này, Suzuki GD 110 phân khối, đó con này có vô thêm cho em một cái ghi đông tay ngang. Đó, 110 phân khối máy đứng anh em nhá. Hiện tại được mang biển số 61 Bình Dương luôn, màu xanh rất là đẹp, 61F1371959. Con này cửa hàng mình đang giảm cho em với giá là chỉ còn 23 triệu đồng, 2017 anh em nhá. Rồi kia bên này, 67SS50, đó, đăng ký biển Bình Phước 93 anh em nhá. Tất cả đều đồ của 67 hết luôn, chỉ có mỗi là sơn lại màu đỏ anh em nhá. Còn đâu là tất cả của 67 hết, ghi đông bình xăng phuộc đó, bô biết tất cả của 67 luôn, hải quan chính ngạch luôn anh em nhá. Anh em nào thiện chí mình để cho anh em với giá là 30 triệu đồng tròn, 30 triệu đồng tròn nha anh em nhá. Đấy, nguyên zin hết là anh chị, nguyên zin hết luôn, chỉ có sơn lại màu sơn lâu thôi. Rồi tiếp theo này, Bentley đó, FI xăm phun điện tử, 125 phân khối, dòng TLT đây, 125 phân khối anh em nhá, đăng ký biển 47 Đắk Lắk đó, 2017. Con này thì cửa hàng mình đang để cho em với giá là chỉ còn có 17 triệu đồng thôi nha anh em, 17 triệu đồng. Rồi. MSX của Honda nữa này anh em này. Đó. 2017 anh em nhá. Hiện tại đang đi biển số Thanh Hóa 36B563933. Đó, 125 phân khối, xe chính chủ luôn. Đó, dòng này thì nó không giống đời đèn led đâu, đèn cầu thì nó sẽ rẻ hơn. Con này thì cửa hàng mình đang để cho anh em với giá là chỉ còn có 24 triệu đồng thôi. Rồi tiếp theo anh em này. Suzuki GD 110 phân khối nữa này anh em này. Đó. Con này thì đăng ký 2018 anh em nhá. Hiện tại được mang biển số 83 Sóc Trăng. Đó. Anh em đã trải nghiệm ngay từ đầu mình nói luôn, dòng này thì rất là bền luôn nha anh em. Con này thì cửa hàng mình đang để cho anh em với giá là chỉ còn có 21 triệu đồng thôi anh em nhá. Chiếc tiếp theo anh em này, MSX của Honda đời cao nhất này, con này gọi là xe lướt luôn nha anh em.
mới chạy được có hơn 2.000 cây số thôi. FI sang môn điện tử có đèn led 2 tầng, đó xe chưa có vết chày nào luôn. Đó, hiện tại đang mang biển số Bình Dương em nhá. 61 Bình Dương. Đó anh em làm thiện chí con xe này thì cứ nhắn tin qua số Zalo giúp mình, tại vì xe mới về cửa hàng anh em nhá. Đó, đây mới về cửa hàng mình một chiếc Suzuki ở đây anh em này. Đó, con này thì được độ khá là đẹp luôn. Có vô thêm cho em một cặp thùng này, cặp thùng này do phải mấy triệu bạc luôn nha anh em nhá. Một cặp thùng rất là to này. Full 3 thùng luôn anh chị. 3 thùng luôn, có thùng đằng sau này, hai thùng hai bên này. Đó, xe đã đẹp rồi, vô thêm cặp thùng còn đẹp hơn nhá. 2018 màu xanh, vô cảng chống đổ này, đèn trợ sáng này. Đó, anh em là thiện chí nhanh chân nhanh tay mình để cho anh em với giá là 26 triệu đồng. Đó, 26 triệu anh em nhá. Đó, trong góc đây thì còn một chiếc cái này là Kawasaki 250. Đó, anh em nào mà đã chơi mô tô mà trải nghiệm được qua cái dòng này thì rất là VIP luôn nha anh em nhá. 250 khối đăng ký biển số Hà Nội. Đó, 2019 anh em nhá. Đó, hai bô hai máy. Anh em nào thích mình để cho anh em với giá là 75 triệu đồng. Đó, 75 triệu đồng anh em nhá. Đó, và tất cả những dòng xe thì nãy giờ em với thấy anh cũng cập nhật cho anh chị các bạn mình, còn thắc mắc nhu cầu quan tâm dòng xe nào hết buổi này mình có thể xem lại và tới dòng xe đó mình chụp màn hình xe đó gửi qua Zalo nha. Anh em nào đúng rồi, anh em nào ở gần cửa hàng thì mình mời đến tận cửa hàng mình xem xe cho nó trực tiếp luôn nha anh em nhá. Còn anh em nào ở xa thì thích dòng xe gì thì cứ nhắn tin chụp ảnh màn hình lại xong nhắn tin qua số Zalo hoặc số điện thoại giúp mình anh em nhá. Mình xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng anh em nhá. Địa chỉ cửa hàng mình thì làm ngay ngã tư Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương thôi. Đó, mình có xài hai số điện thoại mình đã ghim bên phần góc trái của màn hình anh em rồi. Đó, một lần nữa thì xin chào hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo anh em nhá. Rồi, xin chào hẹn gặp lại. Rồi, cảm ơn Thế Anh. Đó, và cảm ơn anh chị các bạn đã theo dõi video nha. Hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo nha.